Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có chuyến trở về thăm quê hương Cần Thơ sau một tháng đăng quang ngôi vị danh giá. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, cô có nhiều hoạt động ý nghĩa tại quê nhà. Tại đây, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng sống cho nhiều bạn trẻ của trường Đại học Tây Đô, là một trong những người có thành tích học tập xuất sắc. Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc luôn đề cao giáo dục và ủng hộ tinh thần hiếu học. Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và những người hâm mộ đã có chuyến tham quan tại chợ nổi Cái Răng. Đây là một hoạt động thú vị mà Bảo Ngọc mong muốn thông qua đó có thể giới thiệu về nét văn hóa của con người Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung. Cùng với đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và ekip đã viếng và dân hương tại tượng đài Bắc Hồ. Sau đó có những hoạt động thiện nguyện khi đến thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và chất độc dioxin tại Cần Thơ. Cô đã trao tặng những phần quà cho trung tâm này.